Nếu bạn đang cần mua Roblox, thử vận may vòng xoay may mắn, có cài thuê tận tâm uy tín, dễ dàng mua nhiều lên thật to. Mèo xanh.net. Tụi tôi có bán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có hết. Rất nhiều ưu đãi. Khuyến mãi thật hay. Còn chờ chi nữa? Hãy truy cập ngay. Mèo xanh.net. Nếu bạn có nhu cầu mua account Roblox hay là những dịch vụ game khác thì hãy truy cập mèo xanh.net để mua đồ ủng hộ shop của Deadwood với mèo nha. Happy birthday to you. Happy birthday đến con. Happy birthday con của mèo với Deadwood nha mọi người. Ôi đó. Con đáng yêu quá nè, con ăn bánh đi con nè. À, theo như mọi người đã biết thì tụi mình đã có một em bé chung với nhau. Đó, đây là mọi người. Và em bé của tụi mình đây đã lớn lắm rồi nha. Cái này tụi mình đã bé chung với nhau vậy. Thì đúng rồi, này là con nuôi của em với Hút mà. Ê, con của mình nó đói bụng kìa, nó khóc kìa mèo. Nhìn mặt con nghẹt quá. Trời, sáng giờ tổ chức sinh nhật cho em bé mà quên cho em bé ăn nè. Ơi, nay em bé lớn rồi, em bé được ăn bột chết. Ăn con đi. Ôi ơi, nó ăn kìa mèo. Ông vừa kêu ăn con đi luôn đó Hút. Tôi nói ý tôi là ăn đi con. Trời ơi trời, hết hồn luôn á. Ôi trời ơi, con chị yêu quá. Mà không ăn bánh kem vậy con? Ê, con của em á, nó ăn bánh kem á, là nó mập, chị Banda để em ăn cho. Bé nó còn nhỏ cho nên là nó chưa ăn được bánh kem. Sợ ăn nhiều quá nó đau bụng đó. Mọi người thấy con của mình đáng yêu chưa? Trời, nó cởi cái con này con gì ta? Cái con quái thú. Con quái thú gì á? Đúng rồi. Mình quên tên á, mấy bạn nhớ tên, mấy bạn hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và mấy bạn á, bạn nào mà yêu thích cái con của tụi mình thì các bạn đừng quên thả like cho video này. Đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo nha. Dọn đi Hút. Ủa mấy bạn thấy ba Hút là một người đàn ông chỉnh chạc trưởng thành chứ các bạn. Nếu quá mà thấy các bạn hãy thả like cho video này nha. Ồ đúng rồi. Ủa sao con tôi buồn rồi kìa. Con nó muốn đi chơi á, ở nhà riết nó sẽ bị ngọt ngạt á. Bây giờ tôi sẽ dẫn chọn con đi chơi. Cửa nhà đâu, mở cửa ra chụp tôi. Đi nè. Đây mấy bạn. Ê, mà hôm nay tôi có một bất ngờ cho mẹ chị Banda nè. Cái gì vậy? Mẹ biết gì không? Cái gì bất ngờ? Thông báo với tôi á là gì, chúng ta đã nuôi con chúng ta đã được 1 tuổi rồi. Nên bây giờ chúng ta có thể dọn qua một ngôi nhà bự hơn. What? Được chọn nhà mới hả? Đúng vậy. Cái gì sao ủa chị bị khủng rồi chị Banda. Ê qua được nhà đó chứ, qua được nhà đó chứ. Nào con nó lớn lên mà nó đi học được á, người ta mới cho mình ở nhà đó. Trời. Còn bây giờ á mình sẽ được dọn qua một ngôi nhà bự hơn ngôi nhà này. Đâu nhà nào? Theo tôi. Đây tôi thấy con tôi lớn lắm rồi, nó không phải nào ở trong những ngôi nhà bé nhỏ nữa, nó phải ở trong cái tòa lâu đài kia chứ, đúng không chị Banda? Nghĩ sao vậy, tòa lâu đài này á? Chỉ khi nào mà con chúng ta học giỏi thành tài chúng ta mới có tiền mua được cái tòa lâu đài đó mèo. Con ơi, con nghe chưa? Con mau lớn lên học giỏi đi làm kiếm tiền nuôi mẹ đi con. Nè, nhìn nè. Đây chính là ngôi nhà mới của chúng ta. Một ngôi nhà cũng rất là to nha. Ôi, trời ơi, ngôi nhà kia số 1 thì ngôi nhà này cũng số 2 nha. Đẹp nè, quá. Nè, nhìn nè mèo. Khoan, dừng lại. Hình như con nó ị rồi, Hút ơi. Nó đòi đi tắm. Trời ơi. Vô nhà mới tắm luôn con. Ôi, nó ị rồi, cái mèo ơi, nó ỉa rồi đó. Ông đừng có nói như vậy, con mình hôm hôm mà sạch sẽ lắm. Nó mèo đang cõng trên lưng coi chừng. Thôi, rớt vô lưng mèo á. Đừng có nói như vậy chứ. Nè, đây tôi nhường cho mẹ cái chìa khóa đó, mở để cửa tôi, đi mèo. Để tôi mở cửa ngôi nhà mới thì dẫn con đi tắm với cô đã nào, tình hình quá cấp bách rồi. Đó. Mở cửa ngôi nhà mới. Ngôi nhà chung của chúng ta. Đó, mọi người. Tôi con ơi, đi tắm con ơi. Đâu đâu đâu, chủ nhà đẹp quá. Mở nhà mới rồi. Trời, nhà này rộng quá mèo. Ui, rộng. Ui, rộng hơn tháng luôn. Ui, nhà này đẹp thiệt luôn á. Ui, những cái bếp nè. Ui, nó rộng. Ui, con ơi, đẹp chưa con? Từ, con nó khỏe. Tìm cái toilet trước, tình hình nguy cấp lắm rồi. Đây, toilet. Nhà tắm đâu, nhà tắm cái này là phòng ngủ. Ui, phòng ngủ riêng. Nhà tắm đâu, bây giờ không quan tâm được phòng ngủ đâu, phải đi tìm phòng cái nhà. Phòng giặt đồ. Trời đất ơi. Nó vô cái giặt liền nè, mèo ơi, mèo ơi. Dạ em bỏ vô cái giặt giờ, chị tin không chị Bata? Ủa, chứ bây giờ là nó thúi quá rồi, không ai chịu nổi. Trời đất ơi, cái nhà này từ phòng này xin. Ôi, rồi kiếm được nhà tắm, rồi. No, con tôi nó bị gì vậy? Qua đây. Cái gì? Ui, lâu quá không cho nó tắm, nó bị gì kìa? À không, nó khóc rồi. Con đừng khóc. Nhà tắm bụng. Rồi, có khăn có sản phẩm luôn. Rồi, ok, mừng quá. Rồi, bỏ khăn vô. Xả nước ra, chờ xíu con sắp được tắm rồi, con đừng khóc nữa nha. Ôi, nó không được tắm, nó khóc kìa, tôi nghe quá. Rồi, tắm đi con. Ủa, con tôi đâu rồi? Đây, đưa đây. Kìa. Nè, xuống đi ông thần. Ê, nhưng nó giận rồi, Hút ơi, nó không muốn tắm nữa. Rồi, nó quyết định ở dơ luôn mèo ơi. Tắm luôn á. Nó muốn cái gì? Hình như em chưa bỏ xà phòng rồi vô, để em bỏ xà phòng vô coi. Bỏ. Cái nước nóng vô, nhiều khi nước tụi quá nó không. Cái đó là quần áo dơ đó mèo, sao mèo đi bỏ quần áo dơ vô? Xà phòng vô cô. Thôi, bây giờ nè, con nó nãy giờ nó chạy vòng nó cũng dơ sẵn rồi mèo ơi. Nó nghỉ tắm luôn rồi. Nó nghỉ tắm luôn rồi. Thôi mấy cả nhà mình cùng nhau ra đây ở phòng khách đi cho con nó chơi đi mèo. Cái phòng khách nè. Nè con vui lên đi con. Đừng buồn nữa con. Cái mặt của nó hơi buồn rồi đó Hút ơi. Mặt của nó giận luôn, nó tức luôn, nó tức đỏ mặt luôn á. Nhìn cái mặt nó bay màu cam lè luôn kìa, kiểu nó đang phẫn nộ lắm luôn. Nó ăn đi con. Con chơi có bông không? Áo ơi. Kìa, nó đói từ từ rồi, để tôi cho nó ăn. Để tôi cho nó ăn.
Rồi chị Panda, bà khiêng nó lên trên đầu. Bỏ nó xuống cho nó ăn chị Panda. Xuống đi con. Lên đầu đi, để lên đầu đi, để lên đầu. Rồi nó hấp xong rồi chuẩn bị nó đi toilet nè. Nè mèo cho nó ăn đi, mèo đồ ăn nè mèo. Đâu đâu. Đó đồ ăn đó tôi cho mèo đó. Kìa nó vô giùm kìa, nó bắn pháo bông. Rồi nó đang nó nãy nó tức giờ nó chỉ buồn thôi. Nó hơi buồn nha. Hồi nãy nó tức quá, tức đỏ mặt luôn, bây giờ nó chỉ buồn thôi. Bà mẹ xin lỗi con, bà mẹ xin lỗi con, để hồi bà mẹ sẽ làm cho con vui nha. Ê trong thời gian đó tôi muốn đi tham quan ngôi nhà này quá. Thôi mèo, mèo đi tham quan ngôi nhà đi. Tôi có một cái áo nè, cho con bạn được không ta? Được, thử đi. Trời ơi, nó bạn áo xanh kìa. Ui, nó bạn áo xanh nó cho nó tảo biển. Ủa, nó rớt ra đồ dơ đống luôn nè. Ồ, ê, rồi đồ dơ nó đi. Em mèo, tôi cho nó bằng cái áo hồng đi mèo ơi. Đâu đâu cho bảo hồng. Nè nè, tôi có cái áo hồng nè. Ờ, dễ thương. Thương được không? Ôi mọi người, bạn thấy con mình á. Các bạn thấy bé Bill Lizard của tụi mình bằng áo xanh hay áo hồng dễ thương không? Mà bình luận phía dưới. Tôi thấy là bằng áo đỏ là dễ thương nhất. Ê biết gì không? Tụi mình chưa đặt tên cho bé baby của mình. Mọi người, giờ mình đặt tên gì cho nó vợ? Ê đặt nó tên Tùng đi. Hả? Cái gì vậy? Thôi, đặt nó tên Xiến đi. Thôi, tôi đặt nó tên là Tùng nhỏ. Thôi mấy bạn hãy bình luận đặt tên cho baby của mình đi mọi người. Chứ tụi mình chưa biết suy nghĩ cái tên nào đặc biệt cho con mình chứ. Thấy mấy bạn bình luận đặt tên cho baby của mình, mình sẽ lấy tên của mấy bạn đặt nha. Đặt sao mình sẽ lựa cái tên nào mấy bạn đặt hay nhất nha mọi người. Bây giờ mình đi tham quan cái nhà này trước cái đã. Trời ơi, từ nãy tới giờ vô trong này mình chưa biết phòng ngủ là ở đâu luôn á. Cái phòng này là phòng phòng làm tả. Phòng làm tả. Đây nè mọi người, để mình coi coi, mình thử thầm. Ê, tôi nghe cái mùi con tôi hình như nó mới nữa hả? Thôi đem thả nó xuống rồi. Ê mèo, mèo, đây nè mèo ơi. Ê nó đổi đi tắm rồi. Đây, đây, heo tôi, heo tôi, heo tôi, heo tôi. Tắm liền, tắm liền. Bây giờ là không để cho con nó buồn thêm giây phút nào nữa. Rồi, đó. Xà bông, xà bông, xà bông. Xà phòng. Ok, xà phòng, xà phòng. Đây, 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 đợi xíu, đợi xíu con. Nó muốn xà phòng màu hồng. Bình xà phòng màu đỏ. Ở đây, mèo có không? Tôi có nè. Hình như cái tính nó giống muối đó mọi người. Cho nên là nó thích màu đỏ không à. Nè 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 nè, con ơi, đây đây, tôi bỏ xà phòng vô. Đó. U nó tắm kìa. Trời, này nó lớn, nó biết tự đi tắm luôn. Nó biết tự đi tắm luôn. Giỏi quá là giỏi. Ôi mẹ con nó giọt nước á chứ nó tắm cái gì? Tắm nè đi con ơi, con tắm. Đừng có ngâm nước lâu quá bị cảm đó con. Ui rồi không, một đống rác ở dưới luôn kìa, nó tả đó. Rồi. Rồi sao? Ẵm nó ra đi mèo, tôi hốt cái này. Dọn cái đó rồi, đi. Rồi, hốt rồi đó. Rồi tạm. Xong luôn. Cái khăn này nó dơ luôn rồi. Ê để tôi đi làm cho con đó cái tả mới. Ủa cái này phòng ngủ mới nè. Phòng ngủ của nó đó mèo. Phòng ngủ của mình. Trời, mình có thể nuôi được hai đứa con luôn. Mẹ biết gì không? Hả? Nè ở đây nè, tôi có một đứa con nữa nè, nếu mẹ muốn nuôi hai đứa. Baby ơi, con có muốn gì với em không? Trời ơi, nó thả rác lên đầu tôi luôn kìa. Tôi nghĩ là một đứa là quá đủ rồi. Đứa luôn nổi luôn mèo. Mọi người muốn cho baby của mình có anh em gì không mọi người? Thôi, chứ tình hình cái này để mọi người quyết định đi, các bạn quyết định đi. Ê, nó hơi vui bé rồi này nè. Có nên có thêm anh em không? Nó hơi vui rồi. À rồi rồi lấy cái này thử sẵn trong người bạn, mấy đứa nít mà nó khóc là nhét cái này vô họng nó là nó hết khóc liền. Mà nó giỡn thôi nha. Cái này nó giỡn thôi nha cho mọi người đừng bắt chước mình. Ê, nha. Mà sao hình như con cưng mới mà lớn vậy, nó có râu rồi nè mèo. Râu? Râu không gì phải đâu? Cái đó là cái miệng của trời ơi, cái lỗ mũi của người ta. Vậy hả? Ăn ẵm đó nha. Ở có áo vàng kìa mèo. Áo bồng vàng nè, có ai muốn bật áo bồng vàng không? Ê, có áo vàng kìa. Cho nó bật áo vàng đi. Đâu đâu đâu. Để tên đầu mèo á. Rồi tránh ra, tránh ra, tránh ra. Để cho nó bằng áo màu vàng. Thôi xịn xịn xịn. Ôi nó đang bình thường rồi, nó bình thường rồi kìa. Áo vàng nè. Mọi người có để ý gì không? Gì? Giờ mặc áo xanh đó thì con mắt nó xanh lè. Ủa còn mặc áo vàng không vàng hả? Không, làm như là đeo len với chị Panda. Rồi chị bị hành kinh rung linh rồi chị Panda. Ê, hành kinh rung linh à. Đi tìm lại cho tôi cái máy làm tả rồi. Hôm nay rồi tôi quyết định tôi sẽ. Chị mới thấy rồi đó. Rồi đây đây, làm cho con em một cái tả. Rồi, đây con ơi, con xuống dưới đất chơi với mẹ nha. Ngồi đây nha, chị Panda canh nó giúp. Nó đòi ăn. Đâu rồi? Nó đòi ăn rồi. Đâu, ngũ cốc là ngũ cốc màu vàng ha. Rồi đây nè. Đây nè, mẹ cho nó ăn đi mẹo. Đây đây đây, để tôi cho con ăn nè. Cốc là phải có con cốc trong đó nó mới ăn đó. Đây, mâm mâm đi con. Trời ơi, ăn hay sở thích nữa kìa. Ủa cái này là sao? Nó mà lớn vậy mà đã đổi mão rồi. Từ từ ơi, miếng da thỏ con này đang em đang làm nó giống chị. Ê, trời tôi làm cuốn sách cho nó học bài. Trời ơi, mày làm cuốn sách luôn hả? Tôi làm cuốn sách cho nó biết học bài cái gì? Được cuốn sách nè, đảm đang ghê chưa? Rồi luôn. Không, mà sao cái máy làm tả mà làm được cuốn sách hay vậy? Ủa, rồi nào phải máy làm tả mọi người. Là máy in sách. Cái này máy in sách. Con mình tới tuổi đi học rồi mèo. Úi giời ơi, coi coi con. Ở đây có lò nướng bánh nữa nè. Ủa có lò nướng bánh. Bên nhà này có nhiều đồ mới hơn các mẹ. Để tôi coi thử coi trong nhà này mình sẽ làm được gì cho con của mình nha mọi người. Con bỏ cái nè bỏ cái khoai tay vô nè, đang làm bánh nè mẹ. Biết rồi nhưng mà có ai có khoai tay bỏ lò. Mẹ muốn làm cái gì nè? Tôi muốn tìm khoai tay bỏ lò. Ủa sao bên cái bếp này nó không có đầy đủ tiện nghi cho tôi vậy ta? Cái bếp này tôi thấy đầy đủ tiện nghi thôi mà mẹ nói gì vậy? Ông nói gì chứ tôi thấy cái bếp này nó không có đầy đủ tiện nghi cho lắm nha. Để cái máy này máy pha sữa nè. Ủa làm bột ở đâu ta? Nãy giờ con mình nó ăn bột quá trời luôn. Chỗ nào làm bột hết? Bột à, con mình tới tuổi ăn bột rồi mèo. Bậy rồi, nó tới tuổi nó ăn cái gì đó. Nãy giờ nó đòi ăn nó có đòi ăn cá không? Mình nấu cá thì cho nó ăn. Đúng rồi, nó đòi ăn ngũ cốc. Ngũ cốc thì á tôi chỉ mèo nè, mèo làm chi cho nó mệt. Nè, mèo có tiền đúng không? Mèo chạy ra shop mèo mua luôn mèo. Có shop hả? Đúng rồi. Đây, hôm nay tôi dẫn mèo đi shopping nè, đi dẫn nó đi shopping rồi. Đây đây đây, con ơi, hôm nay là mẹ dẫn nó ra ngoài
chơi nha, con đừng đi shopping nha. Trời ơi, tối luôn rồi, sắp tới giờ nó ngủ rồi hết. Tôi sợ đang đi, ngủ đi. Hay là bây giờ mình vô mình cho em bé ngủ đi mèo. Giờ nó đòi ngủ chưa? Là nói mụng đó, không có được. Để chiều nào nó đòi ngủ coi, bây giờ chắc mới buổi chiều thôi. Sợ đang đi nó đòi ngủ ghê luôn. À giờ mới chiều xuống à. Thôi chạy ra thử đi mèo ơi. Ok đi con. Đi. Dẫn con đi chơi, nhiều khi nó mê chơi quá. Mẹ đây nè. Quên nó nghỉ ngủ á. Đây, tôi xin giới thiệu cho mèo nghe. Đằng kia là shop bán quần áo hình cái kéo á mèo. Cái này á hả? Ờ. Bán quần áo cái gì vậy ta? Vô đây coi thử coi chỗ này bán gì. Ở đây chỉ toàn bán ba cái máy giặt lạnh, tủ giặt rồi, máy giặt tủ lạnh thôi. À mấy cái này là bán đồ để mình chế tạo sách nè. Đó. Đó. Trời ơi, kìa nó đòi cái gì? Nó đòi con gấu bông màu xanh. Nó đòi đi ngủ. À tôi có con gấu. Nó đòi đi ngủ, nó buồn ngủ quá kìa mèo, tôi nghe nó quá. Nó cũng buồn luôn. Về. Vậy con về lẹ lên cho nó ngủ. Ủa nó đòi đi ngủ rồi. Thấy thương quá trời luôn. Tại quá giật ré ra để tôi. Bao hộ tống quá giật đi. Hộ tống baby của tôi. Hộ giá baby. Hộ giá baby. Ok, mình sẽ đi tìm cái phòng ngủ. Chết rồi, cái nhà này mới quá nên mình không biết cái phòng ngủ ở đâu. Phòng ngủ ở đâu ta? Ngủ ở tầng 1. No. Tầng 1 lên cầu thang. Rồi, có phòng ngủ rồi, may quá mày. Rồi lên chưa ngủ đi con. Ê, nó ngủ gục rồi, hút đây. Rồi, để tôi. Ê, hút, nó đòi con có bông màu xanh nó mới chịu ngủ. Nè, mèo, đưa cho nó đi. Rồi, con ơi, nè, đồ chơi của con này nha. Ờ để mẹ hát ru con ngủ nha. Ầu ơ với giọng cầu giọng mà đưa con lên giường ngủ luôn. Rồi. Ngủ chán tôi luôn mẹ. Ngủ luôn rồi, nó không nhớ. Tôi mới nghe ông đọc cái câu thần chú gì mà cầu giọng mà đưa con lên giường ngủ. Là cái câu thần chú gì hết. Mẹ biết đâu tôi hát đại cho nó ngủ thôi mẹo. Rồi giờ tôi mới nghe một cái lời ru con ngủ mà nghe nó hơi bị bấn loạn tinh thần. Rồi ngủ đi con, đêm nay mới gặp ác mộng rét. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi đi nha. Ông không có được làm vậy với mấy baby của tôi nha. Thôi đi hết đi. Nó ngủ mà nó ngáy hơn tôi nữa mẹo. Ừ đúng rồi, tôi nghe nó ngáy. Nó ngủ đi mà. Chúc con giỡn nha con. Chị Banda chúc con ngủ giỡn kìa. Chị Banda. Cho nó ngủ giỡn ạc đêm nay chị đi. Chị là bà vú mà chị Banda. Chị là bà vú mà chị phải nhà trông con cho em để em đi siêu thị với bố của đứa bé chứ chị Banda. Để sáng dẫn nó theo đi cho nó vui cho nó mau lớn chứ đừng. Rồi cái phòng ngủ của mình ở đâu mèo? Nè phòng ngủ của mình nè mèo ơi. Ồ phòng ngủ của mình nè. Rồi mọi người ơi. Ủa sao bà ngủ ở giữa? Lúc nào người chị nó cũng vậy, chị Banda chị chia rẻ đôi uyên ương mà chị làm gì mà chị ngủ bằng nhà thiên hạ đó. Chị làm gì mà chị coi được cái bằng thiên hạ hả chị Banda? Là cái mặt của bả kìa. Hơi những ngày tháng làm cha làm mẹ rất là cực khổ nha mấy bạn. Cho nên là mấy bạn nhớ yêu thương ba mẹ của mình nhiều vô nha. Chứ trời đất ơi, mình ý là mình chỉ có nuôi baby trong Minecraft thôi mà mình cảm thấy rất là thiêng liêng và cao cả. Nè các bạn đặt tên cho nó nè. Mọi người nghĩ ra cái tên cho con mình chưa? Đặt tên đi mọi người, đặt tên. Ê, đi. Đặt tên cho nó là Johnny. Không, tôi thích một cái tên nào đó vừa tay tay vừa việc việc cơ. À vậy tên là Johnny Chí Nguyễn. Ai tôi thích nha. Nhìn nó hơi già già râu râu, mình đặt cho nó là hai râu đi. Cái gì vậy chị Banda? Ai râu con tôi. Nó vừa tiếng Anh mà vừa tiếng Việt trong đó. Dậy đi con, đừng ngủ say xưa. Ủa nó ngủ quá trời luôn. Ê, tôi không biết nữa, cái tật ngủ dai này chắc là của mèo nè. Thích không ngủ có, nướng không có, không biết nha, không biết nha. Ê mọi người biết gì không? Dậy đi con. Thôi đừng kêu nó dậy. Mình quên rằng một điều hết, mình quên một điều. Trẻ em nó ngủ rất là lâu, rất là nhiều cho nên là mình phải để nó ngủ. Bây giờ rồi ê mèo, con mình lớn rồi đâu cần dùng tã nữa đâu. Ừ hát tự nhiên tôi đi mua tã chi vậy ta? Ờ. Con mình tí. Trời ơi, con mình đâu dùng tã nữa. Thôi quên đi làm cái gì ta? Thôi lỡ có đứa có cái tã là làm thêm đứa con nữa đi mèo ơi. Thôi đi chị năng nghỉ được luôn à. Thôi bớt. Lỡ con dư cái tã thôi là nuôi thêm một đứa nữa đi. Thôi vậy thôi đi, đưa cái tã để chị xài cho hết rồi. Ai có bánh mì không? Đưa cho tôi bánh mì. Có bánh mì nướng nè. Rồi đâu, bỏ bánh mì cho tắt máy coi, để tôi làm đồ ăn thử coi. Ờ, bánh mì. Ủa cái này hình như làm cho mình ăn hay làm cho baby của mình ăn? Làm cho mình ăn hả mèo? Tôi đói bụng muốn chết luôn nè. Rồi cái này, kiếm khoai tây ơi ta. Cái này phải có khoai tây. Hình như cái này khoai tây hình như mình ra đằng sau nhà coi có rượu không? Đúng rồi, đằng sau nhà trong nhà có cái phòng rượu á. Đằng sau có rượu. Cái phòng mà rượu vậy? Ủa này gì vậy? Không phải rượu mèo ơi. Rồi, để nói chị chạy ra đằng trước sân, chị nói đó là cái rượu nghe em quánh chị quá chị Banda. Hôm qua em có vào nhà, em có thấy cái rượu, một cái rượu rất là to đùng đầy luôn. Trời ơi. Có lúa. Nè, em có cà rốt nè, em có berry nữa. Nè, có thấy chưa không mèo? Chị đằng sau rượu nè. Đâu? Chị đâu? Nè. Ủa, uống rượu này to ta. Ui, con bia đây nè. Ủa lấy hết vô chị Banda. Cái nhà này rượu nhiều lắm. Có ăn bú địa ngục không? Trời ơi. Chị ăn cái chị Banda. Có bú địa ngục là cho chị ăn á chị Banda ơi. Chị mà lấy bú địa ngục cho chị cho con em ăn làm cho chị xuống địa ngục á chị Banda. Rồi chị tàn nhẫn lắm. Đi vô đây mình nướng thử. Ủa con đang làm gì vậy? Tôi đang làm bánh mì trứng kẹp thịt tôi ăn. Chị ăn nhớ. Rồi bỏ em cái lát bánh mì lên nữa kẹp lại đây. Mèo nhìn nè mèo. Đâu? Nhìn nè. Đó, chờ nó chín thì 1, 2, 3, 9. Rồi, xong. Xịn
điểm ghê. Cái này á mình sẽ xí lụm để cho con mình lớn lên nhiều khi đúng rồi. Khoai tây nãy giờ mẹ chị Bên Tha đi lụm ở ngoài á cực ghê luôn á. Trong khi á trong tủ nhà có sẵn đó, bỏ vô cái rồi bỏ sữa vô mẹ. Rồi đây là cái gì cho con mình ăn nè mọi người. Ngũ cốc. Bây giờ khoan đừng bỏ bất cứ gì vô. Tôi lại mấy người, để nó không chạy con nó đòi ăn cái gì hả bỏ. Rồi. Ê nó chạy chưa ta? Con ơi. Nó đòi chưa? Chắc là nó vợ nó đòi á chị. Ê nó dậy ra kìa. Ê cái gì? Ha. Rồi. Đòi ăn nghe của vợ. Củ dền hả? Cái củ dền. Chị mới đưa cho con ra. Mèo. Chị có chắc là chị đưa em củ dền không? Có ăn nó ra đây hết. Củ luôn, hai củ luôn. Rồi. Hai củ dền. Củ dền nè, tôi có củ dền nè. Thôi. Nè nó, con mèo đó mèo. Rồi ông bỏ củ dền cho đi em biết gì không? Gì? Rồi đây, thấy củ dền này từ con đừng có đói quá. Con mà đói quá là mẹ đun cho con. Củ dền bỏ vô. Rồi nè con ăn đi. Mẹ đã cho con xong rồi. Bỏ vô lò vi sóng hâm lại. Trời xíu đang hầm. Ôi nó bưng nó hấp kìa, nó liếm luôn cái tô kìa. Trời ơi, tôi đang nấu cho nó mà mèo đưa cho nó ăn rồi luôn hả? Tôi chưa ăn cái tô mà nhảy qua. Nó giục cái tô ra hả? Ủa chị hết rửa chén rồi hả chị Banda? Nè chị đi rửa giùm em đi. Nè mấy cái này nè em. Ê chị bỏ con em xuống. Ủa sao cái tô nhìn cứ leo chuyện gì vậy? Sao mặt nó còn xanh rồi? Khoan. Có khi nào mèo cho nó ăn đồ ăn bị thiêu không mèo? Bậy quá, đồ ăn này ngày qua. Ôi, nó xả rác ra nè. Nó xanh lè là nó chuẩn bị xả rác. Ủa đây, ẩm con đi shopping. Nó xanh sao là tại vì mình để nó ở nhà không, mình không cho nó đi đâu ngoài. Rồi thôi, để nó đi ra ngoài chơi nè. Đi. Mở cửa ra. Rồi, hôm nay nè, sẽ dẫn nó đi shopping nha mọi người. Ủa nó lấy ngay cái tay nó bấu vô cái đầu cưng này hốt thì dễ thương quá à. Trời ơi, dĩ nhiên là chị Banda gọi là cổng chứ không phải là bấu gì Banda. Gọi là nó đang dịch vào người đến hốt làm chị Banda. Cái này em gọi là cổng chị Banda, em đang cổng nó. Đúng rồi, chứ nó không có bấu vô đầu ai hết chị Banda. Cái này là cái này là cửa hàng bán đồ cho trẻ em, bán cái nấm vú giả đó mẹ không? Cái này là gì? Nấm vú giả nhà mình còn nhiều, đừng mua. Quần áo, đồ chơi, sách vở thôi, mấy này tôi biết làm hết trơn rồi. Không cần mua đâu mọi người. Ê, tiệm điện ý với bà nó luôn rồi. Mọi người, có ai có tiền không? Chị bên ai, chị phở sếp, chị báo, chị bán. Ê, chị bán kem nè mẹ không? Cái này bán đồ ăn rồi. Ê, quán ăn. Đồ ăn nè. Quán có sẵn luôn kìa. Ôi, chị ăn không? Chị ăn đập không chị Banda? Không. À, mình mua thêm cái tô này đi mấy bạn. Rồi mua một tô này đi. Đó. Ơi, tiền của tôi. Hết đây. Gì? Hai người lấy phụ em cái này đi chứ giờ trong người quá trời đồ rồi, cách phụ đồ đi. Rồi tôi lấy rồi nè. Không được bảo không cần mấy cái thứ mà mình không cần mình sẽ bỏ ra mấy bạn như là bí ngô. Ôi hôm nay để phải cho con nó bệnh đồ mới mèo ơi. Ừ đúng đó. Rồi. Phải hai đồ. Rồi xong tới giờ nó đòi ăn nữa rồi kìa. Trời ơi, đúng là tôi là một người mẹ rất là tâm linh với con cái. Tôi vừa mới mua cái món này thôi là con tôi nó đói nó đòi ăn liền nè, ăn đi con. Thấy chưa? Mọi người thả like đi, chấm 10 điểm cho mình vì hành động này quá là tuyệt vời đi mọi người. Ai tôi thấy cái này nó ăn hơi nhiều quá mèo, nhiều khi mốt lớn lên sẽ bị béo giống tôi không? Ủa sao một ngày con ăn nhiều quá ta, sáng giờ nó ăn 3 bữa luôn. Nó vui vậy kìa. Ê vui vậy là lớn lên chưa ta? Chắc sắp lớn rồi. Chắc sắp lớn rồi đó, nuôi thêm 3 bữa nữa là dọn qua nhà kìa ở được rồi mèo. Đúng hả? Rồi luôn xả rác nữa kìa. Tôi muốn coi xíu mà xả đống rác nào thấy đông lạnh. Tôi không biết là sau này con mình lớn lên nó có thể đẹp trai thành tài được không? Ủa cái nhà cũ? Ủa? Ủa ở đây bán hạt giống đang trồng cây. Cửa hàng bán cây cảnh. Chắc là lớn lên tôi sẽ rồi. Thôi đi về nhà kia mẹ ơi. Tôi đợi khi mà baby của mình lớn lên á tôi sẽ dạy cho nó cách trồng cây. Hay là bây giờ mình đã cho con mình á mình mua ngôi nhà riêng cho tự lập nó ở đi mẹ. Ừ đúng rồi hết ơi. Ủa là nhà tự lập nó sẽ khôn hơn là mình nuôi nó đó. Thôi em thấy là cho nó mà tự lập một cái là nó buồn luôn chị Banda. Thôi còn tôi nghĩ là mua cái nhà như vậy nó không lớn được đâu. Thôi nè, tôi nghĩ mua cái nhà đó cho nó làm chủ tịch chả nghèo đi hết. Trời ơi, tại tôi muốn mua cái nhà tự hơn. Cái gì? Cấp trại. Cho con cấp trại hả? Ok. Rồi cho nó có tuổi hơn. Nè con, này là con bò nè. Đây là con bò nè, đây là cách cắt sữa nè con. Đó, chỉ cần. Còn cái đây là cách làm thịt bò nè con. Nó còn quá nhỏ đây nó hiểu. Không cần làm điều đó đâu. Rồi nè, thịt bò nè con ơi nè. Đó, con biết cách nào để thịt bò tươi sống trong Minecraft chưa? Bây giờ con chưa có răng đâu, được ăn cái này nha, dài lắm. Đúng rồi đó, đây là cách lấy sữa bò, cách lấy thịt bò trong Minecraft. Rồi kìa, nó đói nữa rồi kìa. Rồi nó lại đói nữa, đây hên quá. Thiệt là nó ăn suốt luôn mèo, tôi nghĩ lớn lên nó bị mập giống tôi quá. Ờ mấy đứa nít của nó ăn nhiều vậy hả mọi người? Mấy bạn lúc mấy bạn còn nít á, mấy bạn hồi nhỏ bạn ăn nhiều như bé của mình đồng sao. Chỉ tôi là tôi ăn hơi nhiều á, bởi vậy giờ tôi mập thù lù luôn. Ê nó vui kìa, mỗi lần ăn xong. Ôi mỗi lần nó muốn nhìn bà Banda, nó muốn bà Banda ẵm nó đó. Ẵm nó đi chị Banda. Chuyện đó đâu con. Chị ẵm nó đi. Trời ơi. Ủa người chị tạm nhẫn đi con. Ủa em bé muốn chị ẵm nó. Ủa nghĩ sao mà chị phớt lời đi một cái. Em gửi chị ẵm nó một hồi nữa là chị xỉu luôn á. Cho nó bấu vô cái đầu của chị đi chị Banda. Thôi ơi chị sợ nó lắm. Thôi cho nó bấu vô cái đầu của chị đi. Chị ăn năn là chị không bao giờ muốn nuôi nó nữa. Chị nói lần nào chị phớt lời đi, một cái ánh mắt đáng yêu như vậy hả nó vô
Ôi thôi con báo cái đầu của ba hút nè. Ba hút của chị ạ. Thấy chưa, bà con thấy ở ngoài ba mẹ ra không ai yêu thương con hết. Đúng con rồi, đúng rồi, chị Panda là mẹ ghẻ mà. Không phải, chỉ là bà gì ghẻ. Đúng, mà chỉ là bà vú trong ngôi nhà của mình thôi. Thôi giờ cho con mình đá bát ghê thôi, cho con mình vô sân vườn chơi đi. Hôm nay là tụi mình đã đi cắm trại với con mình nè, đó rồi. Rồi, hôm nay là tới giờ lớn nè, chuẩn bị tới giờ lớn nè, đổi nhà nè mẹ ơi. Lớn đi con. Con ăn bơm, không bơm lên cho nó mau lớn thôi. Đây, em cho một ngày nó ăn ba cử rồi đó chị Panda. Từ từ nó mới lớn chị Panda. Chị Panda, mình nuôi nhớ bốn tô rồi đó. Mình nuôi con chứ phải nuôi gà công nghiệp mà đòi bơm cho nó bự chị Panda. Rồi bà Panda ba ăn ba cái đồ bơm đấy là bà bị ngáo á mẹ. Ui trời ơi, bé ăn xong rồi vậy nó đòi ngủ trưa đó. Ơi, thấy thương quá à. Chiều chưa ta? Chiều rồi, chiều rồi. Nó ngủ luôn rồi kìa. Nó ngủ giờ à. Thôi tôi cho con tôi đi ngủ. Hôm nay chúng ta lại trải qua một ngày chăm sóc em bé, nuôi dạy con trẻ. Mà mới nuôi thôi bạn, chưa kịp dạy mọi người ơi. Con của mình nó còn nhỏ quá nên mình chưa biết dạy dỗ bé bì của mình như thế nào. Đây, đi ngủ thôi nha. Tôi thấy mình chưa dạy chứ nó hiểu nhiều lắm đó mèo. Nó hiểu chị Panda là một người xấu á mèo. Cho tôi mọi người ơi, trải khăn trải giường. Hình như ở đây nè. Đây. Khỏi đi, tránh ra. Một mình tôi là mẹ đứng hết được. Không có cần. Không cần biết nữa. Đây, để con đưa lên giường đây. Dục nó giống cái giường là tự nó ngủ rồi. Rồi mà, mỗi lần nó ngủ là nó cần một con gấu. Nãy giờ tôi để ý, hình như á, baby của mình là con trai. Mỗi lần ngủ nó đòi ôm gấu màu xanh. Dạ, nó chỉ thích đồ màu đỏ với màu xanh thôi mọi người. Mà màu đỏ thì á, đến hút cũng thích nè. Mà màu xanh thì con mình thích nhiều nè. Mấy bạn đoán thử xem coi. Baby của mình là con trai hay con gái nha? Dĩ nhiên là con trai rồi. Mèo nhìn nè, mỗi lần nó ngủ là cái tay nó phải nắm vào con gấu nó mới ngủ được nha. Đào, tránh ra. Mà cái lỗ mũi nó ngạt như vậy nữa hả ta? Lỗ mũi nó lắc lại quẹt qua quẹt lại. Ê mọi người, thôi đi về phòng ngủ các bạn ơi. Đúng là mà sao nhìn nó xấu thiệt luôn á nha. Chị Panda, ta lại nít mà chị chê ta xấu chị Panda. Có ai đánh chị gì chị vô duyên cho chị Panda. Chị lại cái nôi nước nôi con chị cái gì ta. Thấy là nó sao đau thương. Rồi em làm đây được rồi nè mèo. Buổi sáng bình yên, cả nhà ba người cùng nhau thức dậy. Ôi bụng quá à. Chắc buổi sáng mình tranh thủ con mình chưa có dậy, mình đi làm đồ ăn ăn đi hết ơi. Trời ơi, lỡ là nó dậy rồi sao? Rồi nó đói rồi sao mẹo? Trời ơi, con nít nó ngủ lâu dữ sao? Từ đi. Con nghiệp nó mẹo. Cho nên là mình ngày nào mình cứ cho nó ăn trước hết là nếu chị đói chị sẽ lẹt lét. Tôi cũng đói quá trời đói luôn nè. Mình không làm đồ ăn cho mình trước chứ đúng không? Đây bữa nay tôi làm bánh mì kẹp thịt cho mọi người ăn nè đó. Ôi thịt quá. Mật ong hay là hạt giống người ta? Đấy, tôi muốn ăn bánh mì mật ong mèo ơi. Em lấy cái hũ mật ong đi. Nè, tôi có mật ong nè. Thịt nguội. Đó, tôi bỏ mật ong lên rồi đó mèo. Bỏ mật ong ra hả? Rồi tôi bỏ thêm lớp bánh mì nữa. Cái này của tôi nha. Ok luôn. Chị không ăn mật ong nha. Hút. Bánh mì mình đủ làm có 2 ổ à. Lấy chị không ăn mật ong. Mà chị không ăn mật ong em biết rồi. Em biết chị đâu ăn mật ong đâu. Rồi đem làm cho. Đem làm cho hút trải mật ong lên hút trải. Rồi nè, mật ong của mèo, mật ong của mèo đó. Rồi mật ong của em gì bên đây ha. Rồi xong. Mate thịt cuội chả lụa. Chị ăn chi mà nhiều dữ chị Panda. Xạ rồi chị ăn hết chị Panda. Rồi dài luôn đó. Rồi. Ở đây bánh mì mật ong của mèo kìa. Cái này là mật ong. Chị đâu ăn mật ong mà. Thôi mèo cũng buồn mèo ơi. Đó tôi cho mèo ăn nè. Bị chị Panda dành bánh mì mật ong rồi. Ủa nãy giờ mới thấy có cái đầu quét mật ong luôn á. Đó thì nè giờ tôi làm ổ khác cho mèo ăn nè. Chị Panda ham ăn quá bây giờ ăn của mèo á. Cái đó là chỉ mới trang miệng thôi nha. Ui, công nhận mà Panda già rồi mà bà ham ăn thiệt á mấy bạn. Đã quá trời đã luôn. Thôi, ăn rồi. Giờ tôi nè. Có một gỗ thôi hả? Có thêm nữa không? Con ơi, bố đến đây. Baby ơi, con không dậy chưa? Bố già và mẹ già tới đây con ơi. Ủa, con tôi đâu vậy? Con mình đâu vậy? Nó đâu rồi? Đây. Ai đây đây? Trời. Cái gì? Nó lớn rồi mèo. Ui, trời. Con mình nó lớn rồi nè mọi người. Ui, chết. Nó đòi ăn, nè. Nó đòi ăn cái bánh mì. Cái bánh mì gì gaxi vậy? Nó đòi ăn bánh mì sô cô la. Nè, tôi có nè mèo. Lẹ đưa nó đi. Nè ăn đi con. Ôi, nó đang làm cái gì vậy? Ngồi xuống ăn cái gì? Trời đất ơi, từ khi nào mà con mình nó lớn nhanh dữ vậy mọi người? Đúng là con nít luôn lớn nhanh như thổi. Ôi, nó biết đi. Trời ơi. Ôi, nó biết đi, nó đội nón nữa mèo. Con tôi đã biết đi rồi. Mà sao nó đang buồn vậy? Trời ơi, xả rác nữa. Vậy vậy, mới ăn xong mà cũng buồn. Thôi đi nè, ra nè, ba dẫn đi nè. Ôi, nó lớn quá mèo. Nó lớn như vậy rồi, nó có thể là tới ngày đi học chưa? Hết rồi. Mèo. Đợi tôi xíu. Bữa giờ biết gì không? Gì? Mình quên một chuyện. Đó chính là chuyện đi giặt đồ cho con. Trời đất ơi, từ bữa tới giờ không có giặt đồ, giặt đạc cho nó hết trơn để nó bận đồ dơ quá trời. Ủa, cái phòng giặt đồ đâu rồi ta? Mọi người. Phòng giặt đồ phía này nè chứ đâu? Ai đó chỉ tôi cái phòng. Đây đi theo tôi, phòng giặt đồ đây nè. Nè, chị biết phòng giặt đồ nè đó. Ôi, phòng giặt đồ nè. Rồi để tôi chỉ cho nó giặt đồ mèo. Ủa nè. Đúng rồi, phải chỉ cho nó giặt đồ đúng rồi. Con ơi. Con ơi, nhìn nè con. Đồ của con á. Con phải bỏ vô đây nha. Đó. Đó, rồi nè, dơ bỏ vô. Giặt từ từ sạch. Hiểu không con? Cái mặt nó bùng hiu vậy. Thiệt tình luôn. Chắc là nó làm biến á mèo ơi. Ở đây có cái máy gì nè. Máy pha cà phê á mèo. Phải không? Phải. Ủa. Đâu tôi pha thử coi. Vừa giặt đồ vừa uống cà phê luôn hả? Ủa thiệt hả ta? Cái máy pha cà phê thiệt hả?
sự luôn. Ủa cái nồi này nấu cái gì vậy ta? Bột xương với thuốc súng. Rồi, coi chừng nấu ra xà bông để làm giặt đồ á. Đúng không? Ở chị bên đúng. Ai nói cũng nghi nghi nha. Rồi, bỏ thử cái bông. Rồi, đúng rồi, bỏ ra xà bông. Ủa, trời ơi, chị khôn quá. Ủa, đồ giặt xong rồi. Chị bên đây thiệt là khôn. Đúng rồi. Để mình lấy mấy cái bình xà bông này phòng trường hợp con mình nó muốn tắm đó bạn. Nay nó khó ăn khó ở quá. Giờ lớn rồi nó có nhiều lựa chọn quá ha. Rồi. Nó đòi muốn ăn bánh mì mật ong rồi kìa. Nó chưa cảm thấy no hết. Đi ra làm bánh mì mật ong cho nó ăn. Ủa sao cứ ăn suốt luôn á. Ô đúng thiệt nè, tôi làm được hai bình xà bông luôn. Ô làm được hai bình xà bông đã gì trời. Trời ơi, nó đói tới nơi rồi nè, cứ làm xà bông hoài nó lấy gì nó ăn. Để em làm bánh mì cho nó. Để em làm bánh mì. Lẽ mẹ thích làm xà bông cho nó ăn hả mẹ? Ừ, tự tự thôi. Xà bông này để cho nó tắm không hiểu không? Đét lên. Rồi, để tôi biết dùng như cho. Xà bông nhơ cũng được, nhưng mà nói không được nó khóc đó. Rồi, bánh mì là phải có pate để tí xíu. Xà bông thì ăn pate đâu. Thả con xước. Rồi nè. Ủa, coi nó không ăn bánh mì. Đưa bánh mì cho con em. Chị đừng ai biết chị nghĩ nhỏ chưa ăn mà chị ăn cứ chở chị nói rồi, nó biết ăn bánh mì rồi kìa mẹ ông ngồi ăn kìa. Ôi nó cũng ăn rồi, nó cũng đã lớn thêm một bậc, chắc là tụi mình sắp dọn qua nhà mới rồi đó mọi người. Mấy bạn thấy baby của mình lớn nhanh đáng yêu thì hả like cho video này của mình nha. Bây giờ thì chắc là tụi mình phải nghỉ ngơi thôi mấy bạn, chứ hơi mệt mỏi với đứa con của mình rồi đó. Mọi người nghĩ ra cái tên cho con mình chưa? Bình luận phía dưới nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Tôm Mì Chí Nguyễn. Mình sẽ lấy tên của những bạn nào đặt hay nhất cho baby của mình nha. Bye bye mọi người. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.